Rồi, chỗ này là Nguyễn Văn Mạnh, phân điểm mẫu demo của thuốc cỏ Ba Sa. Xin mời chú phát biểu cảm nghĩ khi mà xử lý thuốc cỏ. Chú có cảm nghĩ như thế nào? Trong thời gian lúa này tôi phun là 48 ngày, cỏ đã vượt lên trên lúa và ngang bằng với lúa. Thì phun cái demo răng này thì Ba Sa răng này nói chung lại thì là thuốc này rất là có hiệu quả đối với cỏ, có nghĩa là phun là chết còn lúa không ảnh hưởng gì tới. Thì trước đây chưa có cái thuốc này để mà phun điểm ấy, thì xài cái sử dụng 2,4 thì nói chung lại thì cỏ nó cũng chết mà không đạt. Thứ hai nữa là nó bị ảnh hưởng đến lúa, nếu mà phun nhiều đó là bị ảnh hưởng đến lúa, làm gây cho lúa bị cháy hoặc là gây bệnh đạo ôn rất là cao. Cho vậy mà cái thuốc demo Ba Sa Răng này á thì nó có hiệu quả cao đối với cỏ đấy. Theo như cảm nghĩ của tôi là trong thời gian vừa rồi tôi phun là rất là đạt hiệu quả cao. Lúa chú cái ngày phun là bao nhiêu ngày sau xạ chú? 48 ngày sau xạ đấy. 48 ngày. Thì dạ. Một bình 16 lít thì 70cc là theo như hôm tôi phun đó là rất là đạt hiệu quả rồi đấy. Ok. Chào các bạn chú ạ.